Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về một số diễn biến của thị trường cũng như là chúng ta sẽ nói thêm về một số tài liệu liên quan đến thất nghiệp. Thuận biết là trong video ngày hôm qua chúng ta đã nói khá nhiều những chi tiết liên quan đến thất nghiệp nhưng mà trong video này chúng ta sẽ nói thêm một số những tài liệu mà thường cảm thấy đây các bạn sẽ thấy là rất thú vị và có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích cũng như là chúng ta sẽ nói tới cái điều liên quan tới cái số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ đã hứa cho những cái tiểu thương những công ty nhỏ mượn trong cái gói mà cứu trợ 2.000 tỷ cái số tiền đó bây giờ thì như thế nào đó chính là tài liệu kế tiếp chúng ta sẽ nói tới và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới một số những tin tức liên quan tới cái Bitcoin Cash và Bitcoin SV Halving nhưng mà trước khi mà chúng ta tiếp tục thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thị trường hôm nay thì ra sao? Các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới chứng khoán của Hoa Kỳ thì chỉ số Dow Jones hôm nay đã kết thúc là xuống 0,12%, chỉ số S&P 500 đã kết thúc xuống 0,16% và chỉ số Nasdaq hôm nay đã kết thúc xuống 0,33%. Và thật ra khi mà các bạn nhìn vào những chỉ số hôm nay thì chỉ số Dow Jones mở đầu đã đã tăng lên nhưng mà đã từ từ đi xuống và kết thúc ngày hôm nay là kết thúc 0,12% đi xuống. Chỉ số S&P 500 và chỉ số của Nasdaq thì cũng tương tự. Và hiện bây giờ là thời gian mà các bạn thấy là những cái thị trường của châu Á đang hoạt động thì chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã tăng 0,47%, chỉ số Shanghai đó chính là chỉ số của Thượng Hải đã xuống 0,44% và chỉ số Hang Seng là chỉ số của Hồng Kông đã xuống 0,74%. Hiện giờ thì khi chúng ta nhìn vào các hợp đồng tương lai của chỉ số của chứng khoán Hoa Kỳ thì hợp đồng tương lai của Dow Jones bây giờ là xuống 0,11% của S&P 500 là coi như là cũng đi hàng ngang và của Nasdaq là tăng 0,31% và khi chúng ta nhìn vào những thị trường khác như là dầu thì dầu hôm nay WTI các bạn thấy là có mức là 24,92% trên màn hình thì để ra dầu đã tăng 5,46% nhưng mà thật sự là cái giá dầu đã đi xuống tại vì hôm qua các bạn thấy là đã lên thứ mức là 27 đô la cho một thùng dầu vàng thì như thế nào các bạn thấy được là vàng Hôm nay thì cũng đã đi xuống một ít, hôm qua là hơn 1.700 đô cho một ounce vàng, bây giờ chỉ còn 1.682. Bitcoin thì các bạn thấy được là Bitcoin ngày hôm nay thì cũng đã đi xuống cái đây vào tiếng đồng hồ nhưng mà sau đó thì đã từ cái mức thấp nhất hôm nay là khoảng 7.072 đô ở trên sàn Coinbase và từ đó đã tăng lên mức hiện tại là 7.293 đô thì tại sao mà thị trường hôm nay các bạn thấy được là chứng khoán tăng lên rồi sau đó là kết thúc cái ngày này đi xuống thì tại vì bây giờ vẫn còn rất là nhiều cái lo ngại. Các bạn thấy là vẫn còn nhiều điều mà không ai có thể lường trước được. Cái sự lo ngại mà nhiều người đang suy nghĩ tới đó chính là cái sự lo ngại liên quan đến thất nghiệp. Tình hình thất nghiệp là sẽ nặng tới cỡ nào. Hôm qua chúng ta đã nói rất nhiều về thất nghiệp nhưng mà nào mà chưa xem video hôm qua thì cũng xem để hiểu thêm một số tài liệu liên quan tới tình hình thất nghiệp ở Hoa Kỳ là ra sao. Và các bạn thấy được là ở thời điểm hiện tại thì cái phần trăm thất nghiệp là vẫn chưa có gọi là cao Bây giờ thống kê được đưa ra bởi US Bureau of Labor Statistics Nghĩa là cái bộ lao động thì nói là thất nghiệp bây giờ thống kê tháng 3 là khoảng 4,4% Thì 4,4% thật ra cũng không có khác nhiều so với các bạn thấy là năm 2019 thì vẫn xoay quanh cái mức là khoảng 3,7-3,8% Năm 2018 thì cũng xoay quanh cái mức là khoảng 4%, cho nên 4,4 vẫn không phải là một con số mà nhiều người cho là cao. Và hôm qua chúng ta cũng đang nói tới là thất nghiệp bây giờ, thì tuy là cái số lượng người thất nghiệp đã lên tới cái mức là 10 triệu người thất nghiệp, khoảng là 10 triệu người, theo thống kê mà được chia sẻ cách đây khoảng chừng vài ngày. Nhưng mà cái số người thất nghiệp đó là xoay quanh chỉ là một số những cái ngành, và trong đó các bạn có thể nghĩ tới là ngành nào bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đó chính là cái ngành mà ăn uống, giải trí và du lịch. Thường nghĩ là ai cũng có thể đón được điều này. Và thường mình đã có nói là những ngành khác bây giờ thì phần lớn vẫn tiếp tục hoạt động, vẫn tiếp tục là người ta đi làm hay là làm ở nhà. Và khi mà mở cửa trở lại thì mọi việc sẽ từ từ ổn định. Nhưng mà khi nào mở cửa lại thì lại là một điều rất là quan trọng. Tại vì các bạn thấy là nếu như mà vài tháng sau mới mở cửa lại hoạt động bình thường thì cái tình trạng thất nghiệp sẽ không chỉ là xoay quanh một số ngành mà chúng ta nói tới hôm qua mà sẽ là thất nghiệp chung. Tại sao? Tại vì tới lúc đó thì nhiều công ty sẽ phá sản hơn và nhiều công ty sẽ thất thoát thu nhập cao hơn khiến cho họ sẽ sa thải nhân viên. Và các bạn thấy được là bây giờ tuy là vẫn còn rất nhiều công ty hoạt động như là công ty của Thuận nhưng mà hoạt động trong cái phạm vi là hạn chế một số công ty là không được hoạt động một số công ty thì được quyền tiếp tục hoạt động nhưng mà các bạn thấy là cũng hạn chế về việc là đi gặp khách hàng hay là hạn chế về việc là nhân viên có thể vô trong công ty để mà làm việc và ngay cả những cái ngành mà có thể mở cửa làm việc thì cũng không có nhiều người tới để mà mua các bạn thấy được là bây giờ mỗi công ty đều có cái sự khó khăn riêng của công ty đó và nếu như mà tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ dẫn tới nhiều công ty sẽ phá sản hơn và cái tình trạng thất nghiệp sẽ càng ngày càng tăng lên. Vì lý do đó, rất nhiều người đang quan tâm đến là khi nào thì kinh tế Hoa Kỳ mới thực sự là mở cửa lại. Và 44% này nhiều người vẫn cho là chúng ta vẫn còn nằm ở trong cái nguy cơ là có thể dẫn đến cái sự thất nghiệp nhiều như là cái lúc mà xảy ra đại khủng hoảng. Và các bạn thấy được là bây giờ khi mà chúng ta nhìn vào đại khủng hoảng là bắt đầu từ năm 1929 thì lúc đó tình trạng thất nghiệp bắt đầu chỉ là 3,1% nhiều người khi mà người ta nói tới đại khủng hoảng thì người ta sẽ nghĩ tới cái số phần trăm thất nghiệp là lên tới 24,9% năm 1933. Có nghĩa là năm 1933 thì trung bình một trong bốn người Hoa Kỳ đã không có việc làm. Nhưng mà thật ra 24,9% này là con số cao nhất trong cái đợt mà đại khủng hoảng đó bắt đầu chỉ có 3,1% là năm 1929. Một năm sau đó thì cái số lượng người thất nghiệp phần trăm đã tăng lên 8,7%. Cho nên bây giờ các bạn thấy được là thất nghiệp là 4,4% nhưng mà tháng 2 chỉ có 3,5% cho nên cái số lượng phần trăm tăng trưởng của thất nghiệp thì nhiều người lo ngại là sẽ có cái sự tăng tốc cũng như là các bạn thấy được là cái đợt kỳ này chứng khoán đã đi xuống rất nhanh và đi xuống rất sâu so với là những đợt khủng hoảng trước đây thì nhiều người cũng lo ngại là bây giờ các bạn thấy là thất nghiệp phần trăm cũng có thể có cái sự tăng trưởng đột biến như vậy tại vì bây giờ chúng ta đang nằm trong một cái tình hình mà chưa ai trải qua cho nên không biết được là sẽ như thế nào đó là một cái mối lo ngại và một trong những điều có thể dẫn đến nhiều người có cái sự an tâm hơn là những công ty nhỏ sẽ không bị phá sản hoặc có thể là có được cái số vốn cần thiết để mà chống chọi trong những tháng này và đó là điều mà chúng ta sẽ nói tới kế tiếp liên quan tới các bạn cũng đã nhớ là trong cái gói hỗ trợ mà 2.000 tỷ đó là đã có cái số lượng tiền là 349 tỷ dành riêng để mà cho những công ty nhỏ mượn, những tiểu thương và những tiểu thương chúng ta nói tới đây là những công ty mà có dưới 500 nhân viên. Những công ty nhỏ là một phần rất lớn trong ngành kinh tế của Hoa Kỳ. Lớn cỡ nào chúng ta sẽ nói tới một lát nữa. Và các bạn thấy được là 349 tỷ này được để riêng để mà cho những công ty nhỏ mượn. Thật ra nói tới mượn nhưng mà nếu như mà những công ty này là đi theo một số quy định và không sa thải nhân viên hay là không có giảm lương nhân viên thì phần lớn cái số tiền 349 tỷ này là sẽ được cho hay là chỉ trả cái phần lời rất là nhỏ là chỉ có một phần trăm và khi mà chúng ta nhìn vào những tài liệu được đưa ra ngày hôm nay thì hồi thứ sáu là cái ngày đầu tiên mà bắt đầu những ngân hàng là cho những cái thương gia nhỏ nộp giấy tờ để mà mượn tiền và hồi thứ sáu thì cũng khá hỗn loạn tại vì nhiều nhà băng nhiều ngân hàng vẫn chưa có nhận được những quy định đến từ chính phủ cho nên giấy tờ thì gặp rất nhiều lộn xộn nhưng mà dù sao đi nữa thì ngân hàng bank of america đã đưa ra một số thống kê là đã có 177.000 những công ty nhỏ đã nộp đơn mượn tiền. Tổng cộng là cái số tiền mà họ muốn mượn là lên tới 32,6 tỷ đô la. Có nghĩa là chỉ một ngân hàng Bank of America, cái số đơn mà họ nhận được trong vòng chỉ có mấy ngày đã lên tới 10%. Cái con số mà được để riêng cho những công ty nhỏ mượn. Công ty Wells Fargo cũng đã nói là họ đã nhận được đơn mượn đến cái mức là 10 tỷ đô la đã hơn con số mà họ sẽ cho mượn dựa theo cái chương trình khu gói hỗ trợ và lý do tại sao mà có quá nhiều những công ty đến để mà mượn là tại vì họ sợ là nếu như mà họ tới sau thì cái số tiền mà để riêng ra cho các công ty nhỏ mượn sẽ hết và thật sự mà nói là cái số tiền đó đang gặp rất nhiều nguy cơ là sẽ hết khiến cho rất nhiều những cái nhà đầu tư lo ngại tại vì nếu như mà hết tiền để cho các công ty nhỏ mượn thì các công ty nhỏ đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có khả năng là phá sản vì lý do đó chúng ta nhận được tin là Bộ trưởng Bộ Tài chính Steve Mnuchin đã muốn xin thêm 250 tỷ đô la Thực ra thường nói là xin thêm 250 tỷ đô la nhưng mà là in thêm 250 tỷ đô la Và cái số tiền này là sẽ được tiếp tục dồn vào các chương trình mà cho các công ty nhỏ mượn Để cho họ có thêm vốn hoạt động trong thời gian này Và 250 tỷ này có được thông qua hay là không Thì chúng ta phải chờ vài ngày nữa tại vì thứ năm này thì mới bắt đầu là bỏ phiếu ở Thượng viện Và nếu như thông qua thì sẽ có thêm 250 tỷ đô la Dành riêng cho các công ty nhỏ để cho họ mượn thì tại sao chúng ta lại quan tâm quá nhiều đến những công ty nhỏ, những công ty mà dưới 500 người? Tại vì các bạn thấy là đây là cái phần lớn nhất ở trong kinh tế của Hoa Kỳ. Những công ty nhỏ dựa theo thống kê được đưa ra bởi SBA, có nghĩa là cái bộ phận mà lo về cái công ty nhỏ. Thì các bạn thấy được là thống kê đưa ra là các công ty nhỏ đã chiếm 99,7% của tất cả các công ty mà mướn nhân viên ở Hoa Kỳ Có nghĩa là 1.000 công ty thì 997 công ty đã là công ty nhỏ Công ty có dưới 500 nhân viên và những công ty nhỏ này họ đã mướn là khoảng phân nửa cái số người mà đi làm ở trong Hoa Kỳ là 49,2% có nghĩa là một trong hai người ở Hoa Kỳ đã làm việc cho những công ty nhỏ cho nên các bạn thấy được là các công ty nhỏ quan trọng đối với cái ngành kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào họ mướn bao nhiêu người mà nếu như những công ty nhỏ này mà bị phá sản hay là họ sa thải nhân viên thì tình trạng thất nghiệp sẽ không chỉ là con số mà chúng ta thấy là trăm được đưa ra cách đây vài ngày mà sẽ có thể là dẫn đến cái sự thất nghiệp tương đương với đại khủng hoảng cho nên đây là điều mà rất nhiều những nhà đầu tư đang lo ngại cho mình thấy được là trong lúc tôi làm video này thì công ty Tesla thường chưa đọc tin tức kỹ nhưng mà dựa theo cái headline thì công ty Tesla đã cắt lương nhân viên và một số nhân viên sẽ phải nghỉ ở nhà cho đến ngày 4 tây tháng 5. Lý do tại sao thì tôi nghĩ là không gì khác hơn là bị sự ảnh hưởng về mặt tài chính trong lúc mà dịch bệnh đang xảy ra. Chúng ta cũng hy vọng là họ sẽ có thêm tiền để mà cho cái công ty nhỏ mượn. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới một số những tin tức liên quan tới Bitcoin Cash cũng như là Bitcoin SV. Thì các bạn thấy được là Bitcoin Cash sẽ có cái ngày halving đầu tiên là khoảng chừng 11 tiếng nữa là sẽ có cái halving đầu tiên của Bitcoin Cash thì cũng tương tự như là Bitcoin, Bitcoin Cash sẽ halve có nghĩa là sẽ cắt phân nửa cái số lượng Bitcoin Cash ra đời mỗi một lóc và sẽ bắt đầu từ lóc 630.000 như chúng ta mới thấy là khoảng 11 tiếng nữa và cái số lượng mà bị cắt bây giờ thì mỗi một lóc là sẽ có 12,5 Bitcoin Cash ra đời sau khi mà cắt đi phân nửa thì chỉ còn có 6,25 Bitcoin Cash ra đời mỗi một lóc và các bạn cũng đã biết là Bitcoin Cash là một cái đồng mà tách rời ra khỏi Bitcoin năm 2017 và đây là cái sự kiện halving đầu tiên và không chỉ đi nền Bitcoin Cash mà trong vòng vài ngày nữa các bạn thấy là chỉ còn có hai ngày hai tiếng nữa thì bitcoin sv cũng sẽ là có cái hiện tượng halving và cũng tương tự như bitcoin cash sẽ halve vào cái lốc là 630 trăm ba từ 12,5 đồng xuống chỉ còn có 6,25 đồng Bitcoin SV ra đời mỗi một lóc Và Bitcoin SV như bạn cũng đã biết là tách rời ra khỏi Bitcoin Cash Cho nên các bạn thấy được là Bitcoin là cái đồng đầu tiên Sau đó thì trong nội bộ của Bitcoin có nhiều sự bất đồng dẫn đến sự tách rời giữa Bitcoin và Bitcoin Cash Và sau đó thì trong nội bộ của Bitcoin Cash sẽ thấy ra bất đồng dẫn đến cái sự tách rời giữa Bitcoin Cash và Bitcoin SV Bây giờ thì cả hai đồng này là sẽ có cái hiện tượng halving trong tuần này Và điều này thì ảnh hưởng như thế nào thì phần lớn là mọi người đều nói là sẽ không có ảnh hưởng nhiều đối với giá cả Tại vì bây giờ là giá cả đều dựa vào Bitcoin và Bitcoin thì lại chịu một sự ảnh hưởng rất nhiều về thị trường tài chính truyền thống, nhất là trong cái mùa dịch bệnh này. Các bạn thấy là cái sự tương đồng giữa các thị trường là rất là mật thiết. Vì sao thì tại vì cái nhà đầu tư bây giờ là chỉ có hai lựa chọn, một là đầu tư, hai là giữ tiền mặt. Và khi mà hiện tượng hoavin xảy ra thì các bạn nghĩ là cái số lượng người đào sẽ như thế nào? Thường nghĩ là khi mà hiện tượng halving Bitcoin Cash xảy ra, nếu như mà giá cả không có thay đổi lớn Thì cũng đồng nghĩa là những thợ đào, cái thu nhập sẽ đột ngột bị giảm đi phân nữa Thì họ sẽ dùng cái máy đào của mình, một là đào đồng Bitcoin, hai là đào đồng Bitcoin SV Nhưng mà đồng Bitcoin SV thì cũng còn có hai ngày nữa là sẽ có hiện tượng halving Thì thường nghĩ là sau khi mà hai cái halving xảy ra thì sẽ có một số lượng à, thời đào sẽ dồn vào mạng lưới của Bitcoin Tuy nhiên mà lưới Bitcoin cũng có hiện tượng halving trong vòng chỉ có khoảng chỉ một tháng nữa Thì cái sự ảnh hưởng thường nghĩ là cũng không có lớn Tại vì các bạn thấy là cái số lượng thời đào ở trên hai mạng lưới Bitcoin Cash và Bitcoin SV cũng không có nhiều Cho nên khi mà họ gia nhập vào cái hệ thống đào của Bitcoin Thì cái sự khác biệt giữa hash rate tôi nghĩ là cũng sẽ không có nhiều Nhưng mà dù có nhiều đi nữa thì cái độ khó đào cũng sẽ điều chỉnh lại một khoảng chừng là 2 tuần và sau khi mà Bitcoin halving thì các thời đào lại sẽ phân bố lại con coi là họ sẽ lựa chọn mạng lưới nào để mà đào có hiệu quả hơn tại vì cả ba mạng lưới này đều sử dụng một thuật toán đó chính là SHA256 và đây là tất cả những gì mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như bạn là một trader mà thích trade margin thì các bạn có thể tham gia sàn NEPX tham gia thông qua liên thuận khác video phía dưới các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí trade margin thì có nguy hiểm cao cho nên không thích hợp như những bạn mới thì thích hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading và nếu các bạn thích trade Or coin thì các bạn có thể tham gia sàn Binance tham gia thông qua liên thuận Capital các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% vào ví của các bạn và ngoài chỉ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên thuận capital.com và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn